Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ làm bánh bao ngọt. Đây là những nguyên liệu chính để mình làm. Ở đây là mình có bịch Milo nè, mình có thể thay thế bằng bọc cacao thì nó sẽ ngon hơn. Sữa tươi không đường, men, men ngọt. Mình sử dụng cái hiệu này nè. Bột mì đa dụng, bột tàn mì. Nếu mọi người không có bột tàn mì có thể thay thế bằng bột nếp hoặc bột năng vẫn được. Đường cát. Rồi bắt tay và mình làm bánh thôi nha. Đầu tiên mình sẽ đi kích hoạt men. Mà men này mình không cần kích hoạt cũng được, nhưng thì mình kích hoạt đi cho nó an toàn. Mình sẽ lấy là 280 ml sữa tươi. Cái này mình làm cho ấm ấm lên. Mình bỏ một muỗng cà phê. Muỗng cà phê men. Cái này là men ngọt nên mình sẽ bỏ thêm một muỗng cà phê đường vô, mình khuấy. Mình khuấy cho nó tan đều ra. Xong mình sẽ để nắp mình ủ lại. Chừng khoảng 5 đến 10 phút gì đó, men mình nó nổi lên là được. Rồi sau 5 phút mình ủ thì men mình nó cũng nổi lên rồi nè. Men mình nó nổi lên như vậy, đây là nó hoạt động, còn hoạt động tốt. Rồi bắt đầu mình sẽ đi nhồi bột. Rồi đầu tiên mình sẽ là bỏ 240 gram bột mì đa dụng vô. Sáu mươi gram bột tàn mì. Bốn mươi gram đường cát. Nửa muỗng cà phê bột nổi. Nếu mình có thì mình để, không có thì thôi cũng không sao. Một muỗng canh dầu ăn. Rồi mình bỏ men nè. Mình bỏ vô. Rồi mình trộn đều lên. Nếu trong quá trình mình nhồi bột mà bột mình nó có khô quá thì mình có thể thêm sữa tươi vô. Rồi lúc này mình sẽ rửa tay thật sạch rồi mình nhồi bột nha. Mình nhồi khoảng 15 đến 20 phút. Cho tới khi bột nó mềm mịn thì được. Sau một thời gian mình nhồi thì cục bột mình nó cũng chưa được mềm mịn lắm. Mình sẽ để cho nó nghỉ khoảng 5 phút. Rồi mình nhồi tiếp. Rồi bột mình nó cũng nghỉ được 5 phút rồi, mình lấy ra mình tiếp tục mình nhồi. Mình nhồi cho nó bột nó càng mềm mịn thì hồi mình hấp bánh ra thì cái bánh nó sẽ đẹp hơn.
Rồi sau khi 20 phút mình nhồi thì bột này nó cũng mịn rồi nè. Rồi mình sẽ để cho bột nghỉ khoảng 10 phút. Rồi mình hãy đem ra cán bột. Tiếp đến là mình sẽ pha cái bột màu đen. Mình sẽ bỏ vào đây là 20 g bột tàn mì. Một 100 g bột mì đa dụng. Nửa muỗng cà phê bột nổi. Hai muỗng cà phê bột Milo. Hai muỗng cà phê Dung. Hai muỗng cà phê dầu ăn. Một muỗng canh đường cát. Men khô. Rồi, nửa muỗng cà phê men khô. Sẽ trộn cái hỗn hợp này lên. Tiếp đến là mình sẽ là bỏ 100 ml sữa tươi không đường vô, mình nhồi. Đổ từ từ thôi rồi mình nhồi. Trong lúc mình nhồi mà bột mình có khô quá thì mình có thể thêm sữa vô. Mình cũng nhồi cho nó bột mình nó thành cục bột mềm mịn là được. Rồi sau 10 phút mình nhồi bột thì cục bột mình nó cũng mềm mịn này nè. Bắt đầu mình cũng thể cho bột mình nó nghỉ khoảng 10 phút. Rồi mình hãy đem ra cán bột. Sau khi mình cho bột mình nghỉ được 10 phút nè, bột mình rất là mềm mịn luôn nè. Mình nhồi sơ sơ lại. Rồi mình chia bột ra làm hai. Rồi mình sử dụng nửa cục này mình nhồi. Còn nửa cục kia thì mình sẽ bỏ vô cái thau rồi mình đậy nắp lại để tránh cho nó khô bột. Rồi tiếp tục mình cán bột. Xong mình gấp bột lại. Mình cán lần hai. Rồi mình cán cho cục bột mình nó dẹp ra, đặng hồi mình tạo hình. Rồi như vậy là được. Tiếp đến là mình sẽ cán cái miếng bột màu đen.
Sau 10 phút bột màu đen mình nó nghỉ thì cũng được rồi nè, rất là mềm luôn, rất là mềm mịn luôn. Rồi bắt đầu mình sẽ cán, mình cán cho nó bằng với cái miếng bột hồi nãy. Rồi sau một thời gian mình cán, miếng bột màu đen mình cũng được rồi nè, mình cán cho nó mỏng ra. Rồi như vậy là được. Tiên là mình sẽ để miếng bột màu trắng xuống trước. Mình sử dụng ít nước lọc nè, nước lọc thôi, bình thường thôi. Mình sẽ quét nhẹ lên. Đoạn hồi mình để cho hai miếng bột nó sẽ dính lại với nhau. Mình tha nước xong hết thì mình để miếng bột màu nâu lên. Rồi mình cán sơ lại cho nó dính lại. Mình sẽ cán cho nó đều hai đầu này lại. Rồi như vậy là được. Rồi tiếp đến mình cũng sẽ tha nước lên bề mặt trên này. Tha lớp ít thôi. Đặng cho hồi mình cuộn bánh lại nó sẽ dính lại với nhau. Xong hết thì bắt đầu mình sẽ tạo hình bánh. Mình sẽ gói nó lại, vo tròn nó lại. Mình làm từ từ, mình làm nhẹ nhẹ thôi. Sẽ lăn cho cái miếng bột ở dưới này nó dính lại cho nó đừng nó bị bung. Cục bột mình như vậy là được. Bắt đầu mình sẽ sắt ra, mình sắt thành những cái miếng vừa vừa ăn thôi. Chia thành những phần bằng nhau. Rất là đẹp luôn. Rồi mình sẽ dùng miếng giấy tập nè, mình để lên. Nếu mọi người có giấy nến á, thì để lên giấy nến thì nó sẽ đẹp hơn.
Sau khi mình chắc bánh vô nồi rồi mình sẽ đậy lại, mình ủ, trong vòng 1 tiếng đến 1 tiếng rưỡi cho bánh nó nở ra, xong mình hái đi hấp. Đây là bánh của mình sau khi mình ủ được 1 tiếng. Bánh mình rất là mềm luôn rồi nè, rất là mềm xốp luôn rồi nè. Rồi bắt đầu mình bắt nồi nước sôi lên, mình đi hấp bánh. Ở đây mình chuẩn bị nồi nước sôi nè, mình bỏ bánh lên mình hấp. Mình hấp bánh trong vòng 10 đến 15 phút nha. Rồi sau 15 phút hấp bánh thì bánh mình nó cũng chín rồi nè. Wow, bánh rất là nở luôn. Rồi bắt đầu mình sẽ lấy bánh ra. Giờ mình hấp cái mẻ tiếp theo. Đây là thành phẩm mình mới làm xong, bánh bao ngọt, còn gọi là bánh bao sữa. Bánh rất là mềm luôn, rất là mềm xốp luôn. Mình sẽ bẻ ra cho mọi người coi thử nha. Wow, rất là ngon luôn. Nếu mọi người thích kênh của mình hãy nhớ like cho mình một like và đăng ký kênh mình nha.